المسلم لابد أن يكفر بجميع ما يعبد من دون الله. Người Muslim bắt buộc phải phủ nhận, bác bỏ tất cả những hình thức tôn thờ, những thần linh khác ngoài Allah Subhanahu wa Ta'ala. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. Và chúng ta không được phép nghe theo bất kỳ những tạo vật nào để phủ nhận đi thượng đế của mình. لا يمكن أن نعبد الشيطان. Chúng ta không được phép tôn thờ những con quỷ شيطان. ولا نطيع الشيطان. Và không được phép nghe theo nó. ولا يمكن لأحد أن يرضى أن يعبد من دون الله. Và chúng ta không cũng không được phép bắt chước một cá nhân hay nghe thêm một cá nhân nào đó tôn thờ một thần linh khác hay một thế lực khác ngoài Allah Subhanahu wa Ta'ala. لو جاء إنسان وأراد أن يعبدك مثلا يسجد لك ويركع لك لا بد أن تنكر هذا ولا ترضى بالعبادة. Và nếu như một ai đó đến trước mặt chúng ta và quỳ gối trước chúng ta và muốn tôn thờ chúng ta thì chúng ta hãy phủ nhận nó, chúng ta hãy bác bỏ nó. ولا يمكن أن تدعو الناس إلى عبادة نفسك مثل ما قال فرعون. فرعون كان يريد الناس أن يعبدوا من دون الله. نعم. Và chúng ta cũng không được phép kêu gọi con người, kêu gọi những tín đồ đến tôn thờ chính bản thân chúng ta, giống như những việc mà Pharaoh đã làm. Pharaoh đã kêu gọi những thần dân của ông ta tôn thờ chính bản thân ông ta. لابد أن نحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نعمل بها في كل شيء. Bắt buộc chúng ta phải áp dụng những cái giáo lý, giáo luật, những đường lối mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã răn dạy vào trong những cuộc hành đạo, trong những lời nói của chúng ta. لا أحد يعلم الغيب إلا الله. مثلا ما يقع غدا متى تقوم الساعة. نعم. Và không một ai chúng ta có thể biết được tương lai, biết được những điều bí ẩn mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ban, mà chỉ có duy nhất Allah Subhanahu wa Ta'ala biết điều đó. كل من ادعى علم الغيب هو كاذب والله وكافر كفرا اكبر. Và tất cả những ai đem lại những kiến thức bí ẩn muốn cố gắng để truyền đạt những kiến thức bí ẩn đó, miêu tả nó, thì tất cả những điều đó đều là dối trá, đều là những sự phủ nhận Allah Subhanahu wa Ta'ala. No.